Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với game PUBG Mobile Tournament. Và đây chúng ta sẽ đến ngay với round thứ 3, round đấu ở bản đồ Erangel, khi mà AQ cũng như là EVOS đang có những thứ hạng rất là cao trên bảng xếp hạng. Và chúng ta đã thấy được màn thể hiện xuất sắc đến từ những người Thái, đó là các viên của team AQ, các viên của team EVOS Burning, cũng là Burnout, cũng là những người đã có cho mình được những số điểm cực kỳ cao sau 2 round. Và đường bay đã xác định ở round thứ 3 này, đó là một bay từ khu vực Savanny đi qua khu vực Grants và hướng tới khu vực Prismod. Một đường bay mà chia bản đồ thành nửa không đều nhọn, và nên nó sẽ tạo ra được rất nhiều chiến thuật, đó là lút xa lút dạo đến từ tất cả các team. Thậm chí một khu vực rộng lớn như là Jatnaya cũng không thể đến được bằng việc di chuyển, đó là nhảy dù. Các team sẽ phải di chuyển bằng phương tiện để đến với những khu vực như thế này. Điểm qua một chút về thứ tự của các team trên bảng xếp hạng thì AQ cùng với cả EVOS đang có cho mình đó là lượt 916 điểm cũng như là 826 điểm, bỏ xa đội tuyển thứ 3 của Việt Nam đến tận 300 điểm, khi mà lúc ở đây thì Box Gaming mới chỉ có cho mình đó là 590 điểm mà thôi. Sự xuất sắc đến từ các thành viên của team Box Gaming là chưa đủ, khi mà người Thái, đó là các thành viên của AQ, là những người đã có cho mình những màn thể hiện xuất sắc ở cả hai round đấu. Lúc ở đây thì sau round đấu đầu tiên có vẻ như là Gam đã chọn cho mình có đó là cái lối đánh cũ khi mà nhảy vào khu vực đó là Pochinki. Nhưng trong khoảng round đầu thứ 3 này, khi mà biết rằng Pochinki luôn luôn có những sự quản lý với các team nước ngoài đó là Thái Lan, thì không biết là bên phía của Gam có chọn cho mình một lần nữa nhảy vào vị trí đó là Pochinki hay không. Đây thì đang có một giao tranh Phoenix đó là đang bắn cùng với các thành viên bên phía của Sunu, và Audi là người phải nằm xuống rồi. Sẽ là một tình huống nhảy ra cạn giò hay chăng đây? Nhưng lúc này Phoenix quyết định là anh ta sẽ di chuyển ngược lại đợi các đồng đội của mình đến cứu. Chắc chắn rồi, khi mà Recognize Phoenix là vị trí không hề có mũ giáp, thành viên của team Dragon quyết định là lùi lại để có thể có thêm cho mình lượng trang bị. Mặc dù đã đốc hạ thành viên của team Sungu là khá sớm, Sungu có một thành viên ở đây, đó là Osegu, có thể cứu đồng đội của mình. Và Unknown cũng có hướng di chuyển để có thể tiến về phía các viên của team Dragon Recognize. Lúc này đây thì Hun cùng với cả Rocky đang quyết định sẽ là đẩy sang, và sẽ là một tình huống 3 bắn 1, 3 bắn 2 ở đây. Phía bên xa xa thì đó là thành viên bên phía của Mike Control cũng đang có mặt ở vị trí này, và đây sẽ là một tình huống bắn nhau cực kỳ ác liệt ở khu vực Savanny. Các thành viên của Star cũng đã có cho mình những màn đấu hạng của các thành viên team đấu phía tiếp tục tấn công vào Hun. Hun là người có súng tốt, đó là một khẩu Vector trúng đạn, khi mà các thành viên của team Sungu Anis vừa được đội cứu lên là không có nhiều máu. Cả 4 người bên phía của Dragon Knight đã ra đây rồi, và họ sẽ gạt dọc thành công vị trí của đó là Oni. Unknown cũng sẽ gặp nguy hiểm, các thành viên bên phía của Zunu ở đây không nhiều, và họ sẽ phải giao tranh. Và Unknown là người hạ gục được một thành viên của Dragon Knight, đó là Phoenix, khi mà Phoenix Lang là người đi đầu tiên. Và để rồi một bạn đốc hạ đến từ vị trí của Anvin. Anvin chỉ sử dụng khẩu shotgun mà đốc hạ một thành viên của team Sungu. Đó chỉ là một khẩu giọt căn 2 viên mà thôi, nhưng đó là tình huống bắn tốt của Anvin và đang cứu cho mình đó là anh chàng Phoenix. Phía bên kia thì Ano đã cố gắng cứu vị trí của Soulchi, vẫn là sẽ làm những tình huống giao tranh ở đây. Và không hiểu tại sao mà trong trận đấu này chỉ có 3 thành viên của Sunu ở đây nhỉ, họ đáng ra sẽ là phải là 4 người. Phía một cái tình huống khác thì bên phía bên kia đó, các thành viên bên phía của Megatron đã bỏ đi rồi, nghe thì quá nhiều động tĩnh ở đây, và họ quyết định sẽ tìm cho mình một khu vực an toàn hơn. No Fear thì đang giao tranh với là đó là All Star, và Henry đang là người phải nằm xuống. Rain Knight sau khi những bước tiến của mình bị chậm lại bởi Phoenix bị độc hạ, các viên của team Rain Knight là lùi lại, không muốn trực tiếp giao tranh với các viên của team Sungu nữa. Có lẽ cả team cần có cho mình được những khu vực an toàn, vậy nên thành viên của Rain Knight tận dụng cơ hội này lùi ra khỏi. Đó là những tình huống mà không có máu, Dragon Knight họ không có máu, thế nên là họ quyết định bỏ chạy ở khu vực giao tranh này. Thế nhưng các thành viên của Sunu đã tập trung lại đây, và đó là Six77 cũng đã di chuyển đến khu vực này rồi. Sẽ là những tình huống bắn nhau tiếp, không team nào có thể bỏ chạy ở khu vực này, khi mà nếu bỏ chạy Dragon Knight sẽ bị bắn từ phía sau của các thành viên bên phía của Sunu. Chúng ta lại cứ ngỡ rằng là Sunwoo chỉ có 3 thành viên vào vào round này, nhưng không phải. Một thành viên của team Sunwoo đó là Six là đang đứng xa đồng đội, chứ không phải là anh chàng này không vào round này. Và sau khi mà di chuyển ở đây thì lúc này Sunwoo đang di chuyển tấn công lên, họ có tiếp tục cho mình một điểm hạ gục nữa. Phoenix là người phải nằm xuống, không có máu. Lúc này Dragon Knight đang cực kỳ bất lợi, bởi họ không có cho mình những phương tiện tấn công. Và để rồi Unknown đẩy lên hạ gục được vị trí của Anvin. Tiếp theo Hun vẫn đang nguy hiểm, Hun phải nằm xuống, chỉ còn một mình Rocky là người còn khỏe khoắn. Thế nhưng Sunu không cho Dragon Knight bất cứ một cơ hội nào. Dragon Knight dừng chân ở vị trí thứ 16, một round đấu mà có vẻ như các team đang muốn thi triển đó cái lối chơi nhanh, bắn nhau từ sớm. Rất nhiều những chiến thuật của các team đang bị đụng độ, khi mà các thành viên của Mice Control, các thành viên của team Sungu và Rain Knights đều lựa chọn cho mình đó là ở đầu đường bay khu vực Sony, và để rồi phải nằm lại sớm nhất đó là các thành viên của Rain Knights. Gam quyết định là không nhảy Pochinki nữa, mà họ cho mình chọn cho mình đó vị trí Prison Moss. Lúc này đây thì Popeye đang có những tình huống bắn nhau với cả đó là Bad Absolute Perfect. Smurf được trả ra, Zeus muốn cứu vị trí của Fast. Có vẻ như là hai team đang chiếm hai nửa bản đồ. Noah đang có những tình huống xấy sang bên kia đường. Thế nhưng
bạn Frank mới là người bị bắn yếu. Long cm có những tình huống tap từ xa là tốt. Và iBoy cũng đang phải nằm xuống rồi. Smoke được trả ra, cần cứu nhanh những vị trí bị bắn nốc. Bên phía của Benazur Perfect chỉ còn hai thành viên đang còn, đó là đứng dậy mà thôi, Noah cùng với cả đó là Gold. Và đang có những tình huống trả smoke ra, tiếp tục tap đến thì vị trí của Long 8cm từ bên phía cánh phải. Thành viên của Benazur Perfect là những người đứng ở vị trí khá khó cứu, khi mà một người đang đứng ở phía chọi di chuyển vào là phải nhanh. Nếu không, các thành viên của team Popeye sẽ là di chuyển thật nhanh và có cho mình một góc bắn tốt. Đây là di chuyển từ hai cánh, Long 8cm là chạy cánh trái, đang di chuyển khá nhanh là ngọn đồi gần với cả Rock để tấn công các thành viên của Benazur Perfect. Just đang là người chạy cánh phải. Và liệu rằng đã nhìn thấy vị trí của Noah và bắt đầu bóc cò về phía của Noah. Noah đang là thấp máu, Gold cũng đang là thấp máu, Gold đã nhảy được vào nhà. Thế nhưng là tap chưa đủ tốt, Frank sẽ biết được vị trí của đó là Long 8cm trong tình huống này. Just đang đẩy lên từ phía bên cánh phải. Và có lẽ rằng là tình huống kẹp chéo để bắn nhau từ các thành viên bên phía của đó là Benazur Perfect. À đâu, xin lỗi, đó là Popeye. Cú mèo hạ gục được Frank một lần nữa. Frank sẽ cần được cứu trong tình huống này. Long 8cm đẩy trái và còn rút đẩy phải, có vẻ như bên phía của Popeye không muốn cho các thành viên bên phía của Benazur Perfect được chơi trong trận đấu đấy này. Rồi, đã nhìn thấy chân rồi, đã lộ chân đến từ vị trí của Noah. Và liệu rằng Long 8cm có táp khẩu AK này không? Chắc chắn là phải nhấp phát một, bởi góc bắn ở cửa sổ này là khá nhỏ, không thể sấy trực diện được. Liên tục những tình huống bao quanh các thành viên bên phía của Benazur Perfect sẽ gặp nguy hiểm. Rút đẩy lên, đầu tiên là người tổng súng đó là Long 8cm sấy cửa rồi. Thế nhưng mà vẫn không hạ được vị trí của Noah. Noah vẫn có an toàn trong tình huống này. Phát tiếp tục là người đẩy lên khu vực trên cao để có thể lấy được cho mình tầm nhìn tốt hơn. Đó là iBoy. iBoy đang công ra, iBoy đang đi di chuyển ra ngoài và bị tấn công bởi Just bắn tốt. Và iBoy bây giờ là cực kỳ thấp máu. Bây giờ là Just đổi cánh, có lẽ Just lại quay ngược trở lại để có thể tấn công được iBoy ở trong bức tường này. Nếu mà anh ta di chuyển dịch xuống thì anh ta sẽ nhìn thấy vị trí iBoy. Phía bên kia Frank lại một lần nữa bị bắn gục rồi. Có vẻ như anh chàng Frank này đang có những màn thi đấu không tốt và Frank đã bị gạt luôn. iBoy là người tiếp theo phải nằm xuống. Noah cùng với đó là vị trí của Gold đang là những người còn lại sót lại cuối cùng. Rút trong một tình huống đẩy lên, anh ta cũng đã bị bắn hạ rồi. Phát là người tiếp theo bên phía của Popeye bị nằm xuống. Và Noah là người bắn tốt nhưng không đủ rồi. Có lẽ là hết máu giáp sau những màn giao tranh với các đội viên của team Popeye. Và bây giờ là Popeye với vị trí của Cú Mếu và Long 8cm đang công sẵn. Chỉ còn là một mình Bắp Gold đang đứng vững. Đó là Gold. Liệu rằng Gold có thể làm gì với khẩu Uzi của mình? Và 35 viên đạn đến từ khẩu Uzi của Gold. Gold đang di chuyển để có thể cứu đội. Nhưng mà Long 8cm đang ở ngay bên bờ tường bên kia. Bắt đầu có thể là tấn công. Không chỉ được. Cần là một tình huống nhảy lên thôi. Nhưng mà lúc này đây thì Gold đã bị lộ vị trí. Gold bị bắn. Và anh ta sẽ phải nằm xuống trong tình huống này. Các đội viên bên phía của BL Super Fight bị tiêu diệt hoàn toàn và không còn ai nữa. Họ dừng lại ở vị trí thứ 14 và vị trí thứ 15. Và bây giờ là team Popeye đang còn đủ 4 thành viên của mình khi phát bị đông hạ. Chắc chắn là có thừa thời gian chứ không phải là đủ thời gian để cứu đồng đội của mình, khi mà Just đang được đồng đội nắm tay có thể đứng lên là rất nhanh. Team Khua đang tiếp tục di chuyển ở những khu vực nhỏ lẻ nhưng cũng đã có cho mình những lượng trang bị ban đầu là tốt, khi mà mũ hải, giáp hải và ba lô hải cũng như là hai chiếc vớt đè và rất nhiều máu nước. Có vẻ như là học được rất nhiều từ những người tài, khi mà chúng ta thấy là các thành viên bên phía của Popeye tổ chức một tình huống công nhà theo rất nhiều hướng chứ không phải đơn giản là bắn từ một hướng. Họ có hai người móc máy từ đằng sau và đó là những tình huống không thể thủ được. Phía bên phía của team Best Absolute Perfect đã phải đẩy một người ra ngoài, thế nhưng mà iBoy bị bắn nấp cực nhanh bởi Zeus. Team Evos trong round này lại tự tin nhảy ở khu vực đó là container ở cảng ga. Đây là một trong những khu vực mà Team Evos gần như là thuộc như trong lòng bàn tay. Thậm chí rằng là nếu nói không ngoa, có lẽ các thành viên của Evos có thể là đọc vị trí của từng chiếc container. Rõ ràng là vẫn là những cái màn nhảy ở vị trí quen thuộc thôi. Chỉ có Gam sau trận đấu đầu tiên nhảy ở map ở nhà khu vực Puchinki. Nhảy ở Puchinki thì họ biết được là có AQ, nên là họ đã phải chọn cho mình vị trí khác để nhảy. Cái thính đầu tiên của mắt thi đấu này đang được nhặt có lẽ bởi các thành viên bên phía của King Killer War. Đó là một khẩu MK14 cùng với một cái băng đạn xịn mũ 3 giáp 3, trang bị tương đối là ổn. Khi mà các thành viên của team King Killer War qua khu vực này không những rằng có thể loot đồ ở 5-6 khu vực nhà nhỏ ở khu vực gắt cả, mà lại có thêm cho mình một hoàng thính thực sự rất tuyệt vời. Lớp Lang là người được cử ra để có thể nhặt thính. Sau những tình huống giao tranh đầu tiên thì lúc đây All Star tiếp tục bắn nhau với các thành viên bên phía của Novia. Dũng tay bé là người bị nấp và có vậy là sẽ là tình huống gạt giò ở đây. CC Cut cũng như là các thành viên bên phía của All Star đang đẩy lên liên tục những tình huống táp xe. Beamer là người đang ra cứu ở đây, thế nhưng anh ta cũng đang bị bắn yếu rồi. Và có chăng một tình huống đẩy lên các thành viên bên phía All Star để tiêu diệt hai thành viên của Novia này. Vừa rồi thì mình nhìn thấy vị trí của Beamer là chỉ với một viên đạn của thành viên All Star đã là đẩy lên rồi. Fury cùng với đó là Chef đang là những người được giao nhiệm vụ đẩy cánh ở đây. Họ sẽ có một tình huống bao quanh hai thành viên của Novia này. Đây là đẩy cánh hơi rộng, có lẽ là họ bỏ
Đây là hướng di chuyển như thế này là bỏ chứ không phải là chạy cánh. Bởi chạy cánh mà cách khoảng 200-300m như thế này thì là hơi xa rồi. Kevin Coutinho đủ thời gian sau đó là cứu người và đơn giản chỉ là đứng dậy, lấy phương tiện và rời khỏi khu vực này. Có lẽ họ không muốn giao tranh từ giai đoạn ban đầu. Thì Nofia là một cái tên khá là, tức là bắn khá là bắn tổ, khá là tốt về kỹ năng cá nhân thi đấu thì cũng như là chiến thuật. Vậy nên là họ không muốn giao tranh trực diện để có thể tránh việc phải gặp gỡ những người bắn tốt và để rồi phải nằm lại quá sớm. Khi mà Ivo, đây lúc nào tôi cũng cảm thấy là mỗi một trận đấu khi quay cam ra thì cái khu vực cảng Zazapun này thì lúc kiểu nào gì Ivo cũng sẽ rồi có một cái flare gun được bắn lên và đó một khẩu ôm cũng như một khẩu AUG A3 ở đây. Trang bị rất là ngon và có lẽ là sao cho vị trí của Ani khẩu AUG mà thôi. Anh chàng Ani này thì qua những thi đấu chúng ta thấy anh ta là người bắn ổn nhất bên phía của Evot. Nhưng không biết ngày hôm nay thì các thành viên khác có những tình huống bắn lên đồng hay không. Khi mà Bullshark, hôm nay Bullshark cũng là một người bắn khá tốt trong ngày thi đấu hôm nay. Và bây giờ Bullshark đang là người đổi và một khẩu ca đang rơi xuống, đồng nghĩa việc vị trí của Bullshark đang là người cầm ô. Lúc này đây thì các thành viên bên phía của Onstar khi mà bị bò thu vào họ sẽ phải di chuyển thật nhanh vào trong phía của bò. Fury cũng như là Chép đang ở đây rồi tiếp. Tôi nhớ lúc ấy thì có một cái xe đó là Buggy nữa được lấy bởi vị trí của CC Cut và có lẽ sẽ là đủ hai phương tiện để cho bên phía của Onstar di chuyển vào trong bò. Beamer là người ngắm bắn ở đây. Thế nhưng mà khóc thì nó là hơi xấu và bây giờ có thể xây được sấy khi mà anh ta có một khẩu M4 ở đây. Thế nhưng mà quyết định là bỏ đi rồi, vẫn không có phương tiện. No Fear đang có vẻ như hơi thiếu thốn phương tiện để có thể di chuyển vào trong bò. Và không những là thiếu thốn phương tiện, các thành viên của team Nofia còn thiếu thốn cho mình đó là những lượng máu nước. Khi trong tay của thành viên team Nofia là không hề có phơ đẹp, chỉ có cho mình 8 băng đẹp và 2 lon nước thôi. Hơi đáng tiếc. Khoảng cách từ vị trí của Nofia đến bò rơi vào tầm khoảng độ đó là hơn 1.5 cây cơ. Thế nên là lúc này đây thì bên phía của Nofia họ buộc phải di chuyển nhanh vào trong bò. Lượng máu của họ còn lại là không nhiều. Thậm chí là Dũng Tay Bé đang di chuyển dần ra khu vực đó là gần với Kalimpuka để nhặt cho mình phương tiện. Sau đó là sẽ đến đón đồng đội đó là Beamer di chuyển vào vòng bò. Các viên của team Hua bị nhìn thấy bởi Beamer, nhưng Beamer không có máu nước, Beamer không cần phải vội vàng, Beamer quyết định đó là không tấn công. Thành viên của team Sungu đang tiến về phía hòm thính này với một khẩu Groza và full trang bị 3. Rất tuyệt vời. Đây chỉ là một cái hòm thính thường mà thôi. Thế nhưng mà có cho nó thì lúc này đây Six có thể sẽ đổi cho mình đấy là một cái mũ 3 giáp 3 rồi. Sau những tình huống giao tranh đầu tiên clear được team Dragon Knight thì lúc này đây Sungu có cho mình 4 điểm hạ gục rồi. Và họ chỉ mất đi một thành viên mà thôi. Đó là Onis khi mà Onis bị hạ gục. Và có lẽ nếu các thành viên của team Dragon Knight vừa rồi là tổ chức tấn công tốt hơn khi mà đã có cho mình mặt nóc hạ bởi đó là một khẩu shotgun tốt thì có lẽ kết quả đã khác ở cuộc sơ bani. Họ cần bắn cho mình hạ gục cho mình đó là hai thành viên bên phía Sungu thì có thể chạy để cho tình huống đấy. Đúng rồi. Thế nhưng họ làm không nhưng được họ quyết định đó là lại bỏ chạy và để rồi một thành viên của team Sungu là người mà cứ ngỡ rằng là không tham gia đấu này thì lại là người nhặt đồ là sức lượng. Tình huống vào bo của Dũng Tay Bé, thế nhưng mà Dũng Tay Bé bị yếu máu rồi và Cút CC đang ở đây. Anh ta có thể một tình huống đẩy lên hay chăng? Beamer cũng đang ở gần những người đồng đội của mình nhưng Beamer máu cũng không còn bao nhiêu cả. Dũng Tay Bé thì chỉ có mình cho là đó là 3 cái băng vệ sinh thôi mà quấn hết 3 băng vệ sinh này thì chỉ lên được một nửa lượng máu. May mà cho anh ta đấy, tình huống All Star đã bỏ đi rồi. Và rất đáng tiếc cho đội viên của team Nofia khi mà có Ivo đang giao tranh với cả ga phía bên kia. Peter Six là người bị hạ gục và anh ta phải nằm luôn rồi. Có vẻ như một tình huống di chuyển vào trong bo để scout của Mr. Six. Takat là người tiếp theo bị nằm. Đó là tình huống bị bắn bởi các thành viên bên phía của AQ. Hai thành viên của GAM bị bắn bởi hai đội tuyển Thái Lan khác nhau. Quá đen. Team GAM cứ ngỡ như rằng là đang đi tìm người Thái. Bởi vì di chuyển ở đâu cũng gặp người Thái. Khi vừa rồi là di chuyển gặp gỡ các thành viên của Team Evos. Di chuyển tiếp tục lại gặp gỡ các thành viên của AQ. Xe của C2 thì đang yếu máu rồi, tôi thấy những tình huống bốc khói rồi. Và Rabbit là người tiếp theo, D2E có cho mình cái hạng hạ gục này. Và chỉ có đó một mình, đó là C2 đang chạy vào trong bo với một cái xe bốc khói. Và nếu mà xe bốc khói này gặp một bất cứ một đội tuyển nào thôi, xảy nhẹ là nó sẽ nổ. Và C2 đang gặp nguy hiểm ở đây. Và thậm chí rằng là với việc di chuyển với tốc độ quá nhanh, nếu C2 đâm vào một gốc cây hoặc một cục đá. Tôi không nghĩ là player, pro player mà đi xe đâm vào gốc cây nổ thì nó sẽ là buồn cười dã man luôn. Đôi khi là những sự vội vàng vì sợ là những sự truy đuổi đến từ các thành viên của AQ, các thành viên của Team Vos. Có thể trường hợp đó có thể xảy ra chứ không phải là chắc chắn xảy ra. Và tỷ lệ đó là thấp. Lúc này đây thì Evo đang xuống A và nhặt xác của Rabbit. Xác anh chàng này tôi nghĩ cũng có khá là nhiều đồ. Và thành viên, đây là người đã bị nốc hạ. Tôi tưởng là vị trí của C2 phải dừng cuộc chơi rồi. Thế nhưng mà lúc này thì anh chàng C2 đã có một góc tương đối là đẹp ở dưới khu vực shooting range. Có lẽ là ở gần cái khu vực xác máy bay. À không, đây khu vực đồi núi mà thôi.
Và chắc chắn rồi, các viên của team Gam, thành viên cuối cùng của team Gam đó là CA sẽ phải sinh tồn cho đó này khi mà một màn di chuyển gặp gỡ quá nhiều các viên của nhiều team và để rồi phải nằm lại. Ở khu vực lô rớt ngoài đây là các thành viên của Amory Gaming có cho mình một cái top 1 ở những cái map thi đấu trước rồi. Lượng trang bị của họ lúc này tương đối là ổn, mũ 2, giáp 2, vậy là quá tuyệt vời rồi. Và thậm chí rằng là họ có 4 người ở đây, những các thành viên của team Popeye lại không đủ người. Với chỉ 2 thành viên, các thành viên của Allstar cũng đang di chuyển vào đây. Allstar cũng đang di chuyển vào đây, có thể là giao tranh rất nhiều ở khu vực này. Khi mà Allstar, các thành viên của team Emory sẽ đưa chuyển vào đây. Các thành viên của team Popeye đang bị tấn công, Long 8 CS đã nằm, Kume cũng đã nằm rồi. Khi mà AG, rất chặt AG sẽ gạt vào Emory Screaming, có ngay cho mình 2 kill. Tình huống phi xe vào nó là hơi láo một chút khi mà không check kỹ cái khu vực này và phải nằm xuống hai người của Popeye, còn một mình là vị trí của Phát thôi, nhưng Phát không thể nào cứu được những người đội của mình. Và Rút cũng đang di chuyển ở gần đây, anh ta đang chiếm được vị trí đó cái nhà Doraemon và đang một tình huống móc máy chăng. Rút cùng với đó là Phát liệu có bắn được cả bốn thành viên bên phía của Amory Gaming không? Đơn giản họ đang muốn lên xe và bỏ đi. Amory Gaming đang có những tình huống xấy xe ngược lại nhưng vẫn đi qua được cầu rồi. Có lẽ họ sẽ vượt qua được cái khu vực nguy hiểm này mà thôi. Thành viên của Popeye có lẽ với hai người đó là Zeus và Phát báo đồng đội rằng khu vực này clear. Với đấy, các thành viên của team Popeye di chuyển tới là rất nhẹ nhàng. Báo láo đúng rồi, báo láo rồi. Rồi không nghĩ rằng là ở đây có người, vì họ mới chỉ check ở một khu vực nhỏ và họ nghĩ rằng ở đây không có ai. Mà rất bất ngờ, các thành viên của team Emory Gaming lại đến là khá sát thời điểm và không di chuyển để tấn công. Với đấy, các thành viên của Popeye là không hề có thông tin rằng Emory Gaming đã có mặt. Hình như là đấy là lúc mà Emory Gaming đến nhưng mà họ bỏ xe rồi và họ đi bộ. Thế nên là Zeus cùng với Phát không nghe thấy tiếng nào ở phía bên những cái nhà ở hai tầng phía bên kia. Thế nên là báo đồng đội là clear và đi đến đây đi các bạn ơi. Và bạn đến Phát là bị súng bắn hết vào mồm. Thế là vị trí của cụ mềm cũng như là đó là anh nhỉ, tôi đã quên mất rồi. Nhưng mà hai đó là Zeus và di chuyển lúc đó lại Allstar lại cũng di chuyển ngang đúng qua rồi. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, chắc là viện của Emory Gaming. Nếu không, các viên của team Popeye sẽ là những người chủ động tấn công và có cho mình những bạn độc hạng, chứ không phải là sự tấn công và không có sự phản đòn nào đến từ Popeye. Lúc vào đây thì Popeye chọn cho mình một vị trí khác tương đối là gần, đó là các thành viên của team số 5, nhưng chỉ có một người ở đây mà thôi. Đấy là vị trí của Gam C2. Đây là Gam C2, đúng rồi, Gam C2, thành viên cuối cùng của Gam. Và bây giờ vòng bò đã thu vào, chúng ta chỉ còn lại một vài giây nữa khi mà các team đã phải di chuyển, bởi vì chắc chắn có rất nhiều team phải di chuyển khi vòng bò đã được xác định rồi. Zozo nằm bắn nhau cùng với cả Evos, anh ta có những tình huống sấy chiếc ở đây, thế nhưng mà sấy là không chính xác. Có vẻ như là trong map thi đấu thứ 3 này, các team đã vào bo từ rất là sớm khi mà mới chỉ là bo 2 thôi. Nhưng tất cả các team đều đã di chuyển vào trong khu vực bo rồi và chọn cho mình một vị trí an toàn. Không có một team nào ở ngoài bo trong thời điểm này cả. Team Vos đang là những người có cho mình cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Đây là một khu vực nhà mà vòng bo rất hay thu vào. Vòng bo rất hay thu vào khu vực nhà này. Thành viên của team Vos không phải. Đây là vòng bo không thuộc khu vực này. Và có lẽ các thành viên của team Vos với kinh nghiệm của mình sẽ sớm di chuyển ra những khu vực nhà bắn nhau. Các thành viên bên phía của Megazone, Quan Hiền là người đầu tiên phải nằm xuống. Đó là một điểm hạ gục rồi. Khi mà trước đấy thì anh chàng này bị nốc bởi các thành viên bên phía của Evos. Tiếp theo sẽ có bắn nhau nữa hay chăng đây? Sunu Zhou Shui vẫn đang cố gắng check xung quanh. Và có lẽ rằng là không tìm được ai khi mà các thành viên của team số 3 đã dừng lại. Đó là các thành viên của team Bốc đã dừng lại ở khu vực kho, nhưng mà sẽ không có sự giao tranh bởi các thành viên của team Bốc đang là kê ngắm về phía các thành viên của team Sungu. Và khoảng cách này là quá lớn. Nếu có một màn đấu hạ với tính cách của mình, liệu rằng các thành viên của team Bốc Lui đang đẩy lên với con xe của mình, nhưng chỉ có một mình anh chàng này ở đây mà thôi. Anh ta bị bắn bởi các thành viên bên phía của Sungu, phải nằm xuống rồi. Tình huống đẩy là láo khi mà anh cha chỉ có một mình và quyết định đẩy quá sâu như vậy. Nhưng phía bên kia thì Under cũng đã bị hạ gục và vẫn có cơ hội cho bên phía của Bắc cứu được vị trí của Louis. Và liên tục đó là bốc đèn 24 giờ lao vào. Rất may mắn rằng thành viên của team Box đó là G bắn tốt. Khi Ando đã bị gục, bốc đèn 24 giờ có lẽ sẽ cầm tay được Louis. Và bây giờ là Osuzu đang tấn công và bị tấn công bởi các thành viên của team Box. Và bây giờ thậm chí là Evox cũng lao vào giao tranh. Evox cũng đang lao vào đây và thành viên của team Sungu đã nằm. Team Box đang bị tấn công và liệu rằng Elkun phải là người rời bỏ khu vực này bởi có quá nhiều team đang tấn công. Các thành viên của team Evox là đủ người và để rồi team Box tiếp tục mất một thành viên nữa. Đèn 24 giờ cũng bị nốc rồi. Elkun ở phía xa bánh tạng đang phải đẩy xuống. Tác là tốt, thế nhưng mà chỉ cứu được nhiều máu thôi. Một vị trí đó là Gam C2 phải nằm xuống rồi. Đó là Ernie phải nằm xuống rồi. Thế là như vậy là Gam C2 ở một góc bản đồ khác dừng lại ở vị trí thứ 14. Ở vị trí thứ 14 rồi. Các đội của team Evox sau khi tấn công và bị tấn công bởi các đội viên của team Box cũng đang là chậm lại. Và bây giờ Ando bị phát hiện và để rồi G có ngay cho mình một điểm hạ gục nữa. Elkun đang là người giữ ở vị trí xa. Anh ta sẽ là người bắn để cho các đội viên bên phía của Box có thể rời khỏi cái khu vực này sau khi mà lên máu.
Và đây có lẽ là một màn giao tranh mãn nhãn nhất trong ngày hôm nay, khi các thành viên của Evos là những người có cho mình kỹ năng cá nhân tốt nhất của người Thái, và T-Box được đánh giá là những người chơi Daisy đang người đẩy lên nên được trả ra. Daisy đang bị bắn, Fanta bắn yếu vị trí, không xin lỗi, đó là bún sắc bắn yếu vị trí của Kun rồi. Louis cũng phải nằm xuống. Daisy gạt dò được thành công vị trí của Louis hay chăng đây. Ghê đang là người này lại những quả smoke để đẩy ra, thế nhưng anh chàng này đang giao tranh và cũng bị bắn hạ luôn rồi. Tình huống đẩy lên và bắn tốt của vị trí bún sắc. Các thành viên của Team Evos đã chính thức triệt hạ các thành viên của Team Box ở vị trí thứ 13. Và Evos có ngay cho mình tất cả những lượng đồ này. Đáng lẽ ra các thành viên của Team Box nên lùi lại khi mà đã vừa rồi giao tranh với các thành viên của Team Sung Vũ là thấp máu, và thậm chí rằng là không kịp thời gian để có thể hồi lại cho mình những lượng máu. Có và vẻ như đấy là tình huống đẩy nhanh, đẩy cực nhanh của thành viên Evos. Họ đẩy và không cho bất cứ một đội nào có cơ hội cả. Và Sung Vũ cùng với cả Box phải nằm lại ở đây rồi. Vẫn một thành viên của Team Sungu vẫn đang ở khu vực nhà bên kia đường. Và rất may mắn rằng là các thành viên của Team Evos là không hề hay biết. Rất may mắn cái điều này. Nhưng có lẽ rằng là Bốc Luis vừa rồi là đẩy hơi nhanh, khi mà đồng đội chưa nốc hạ bất cứ ai, thành viên của Team Bốc lại quyết định đó là đâm vào khu vực nhà các thành viên của Team Sungu. Đây là một khu vực nhà mà cực kỳ đẹp. Nếu ai đó có kinh nghiệm chơi nhiều sẽ luôn luôn lựa chọn khu vực này. Và Evos, Bốc và Sungu đều là những người có kinh nghiệm, vậy nên họ muốn chiếm khu vực nhà này. Megazone thì đã chiếm cho mình đó là khu vực ở Souvenir rồi. Và lúc này đây thì cả màn hình của các thành viên của AQ có cho mình 3 mạng, còn nguyên cả 4 thành viên chưa sứt mẻ một ai cả. Họ đang cố gắng đó là kiểm soát được cái khu vực bo ở bên phía Shooting Range. Đây là một khu vực mà rất đẹp. Đây là ở khu vực hầm nằm ở gần Shooting Range và Souvenir. Đây là một khu vực mà được đánh giá là đẹp, khi mà nếu có sự tấn công, các viên của Team AQ có thể lùi xuống hầm để trú ẩn một chút, sau đó là tấn công. Và bây giờ Sungu, thành viên cuối cùng của Team Sungu, đã bị phát hiện bởi vị trí của Hudny, Team Evos. Và Evos có thêm cho mình một kill nữa, và thậm chí rằng đó là rất nhiều lượng đồ đến từ các thành viên của Team Sungu. Sungu dừng lại vị trí 12 rồi, và họ đang không có cho mình cái cơ hội để thể nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng. Và đó, lúc này đây thì là đang thu bên phía của Souvenir cũng là phía trên của Rozok không. Như vậy là Bo đã quyết định là rời về ngay phía trên của Rozok rồi. Lúc này thì các team ở khu vực Souvenir như là Megazone cũng như là Onstar sẽ phải di chuyển vào trong Bo. Onstar ở phía bên kia thì họ đã nhặt cho mình một cái thính rồi, sẽ là bổ sung thêm một ít cái lượng giáp 3 mũ 3 đến từ cái thính này. Rất may mắn rằng ngày hôm nay là trận chung kết có tới 8 round đấu, với các thành viên của Team Box sau khi trượt dài trên bảng xếp hạng ở round này chắc chắn sẽ có cơ hội để có thể nâng cao được vị trí của mình trong tới 5 round đấu nữa. Các viên của Onstar đang ở khu vực kho mà vừa rồi các viên của Team Box lựa chọn. Đáng lẽ các viên của Team Box chỉ cần đứng ở đây thôi, không cần quá tham giao tranh khi mà đã có cho mình những lượng đồ là đủ, bởi vì các viên của Team Box đã lút dài trên khu vực đó là phía trên của bản đồ, đó là phía trên khu vực Starboard, lút rất lâu, rút rất nhiều, có lẽ đồ là không thiếu, nhưng các viên của Team Box lại quyết định là công khi chưa nốc hạ được ai của các viên Team Sungu. Và cũng phải nói là pha đẩy hơi nhanh quá của vị trí Louis. Phía bên kia thì Vua Wildfest vừa có cho mình một điểm hạ gục của King Killer Wolfie rồi. Và hai team này là rất duyên nợ nha. Ở round đầu tiên và round thứ hai, hai team này là nốc hạ nhau rất nhiều. Thế nhưng nghe thấy tiếng súng thì lúc này các thành viên bên phía của Evos đang là người đến khu vực này. Oni là người đẩy ở phía trước. Anh ta đang có những tình huống trách góc, và có vẻ như sẽ phát hiện ra thành viên bên phía King Killer World ở ngay gần đây mà thôi. Và team số 1 đó là Emory Gaming. Các viên của Team Evos công vào khu cây sang các viên của Emory Gaming, chạy cánh đến từ vị trí của Oni. Oni có thể là người đầu tiên bị tấn công, và tấn công được các viên của team Emory Gaming. Đang là những tình huống block nhau, không nhìn thấy vị trí của các thành viên đó là Amory Gaming. Và Ernie có tình huống xây tốt, Pegasus là người được đầu tiên phải nằm xuống. Alexis có thể sẽ là người tiếp theo, nhưng anh ta bắn tốt và vị trí của Ernie bị hạ gục. Tiếp theo lúc này là một tình huống móc máy của Bullshark. Bullshark đang kê, nhưng đó là một tình huống kê ngược lại của Taguan. Kê móc ở đây, và có vẻ như là rất nhiều kinh nghiệm của thành viên bên phía của Amory Gaming. Bullshark đang di chuyển ngược lại. Bên phía bên kia ở JZ cũng bị hạ gục rồi, và chỉ còn hai thành viên bên phía của Evos còn đứng trên mặt đất mà thôi. Các viên của Team Emory Gaming có cho mình một cây xăng. Nếu bị đông hạ, các viên của Emory Gaming là những người chủ động cứu người. Sau đó có lẽ các viên của Emory Gaming công sang, nhưng không. Ở đây là hướng tấn công các viên của Team King's Clover. Đó là lớp hạ gục các viên của Team Evos. Liên tục là những bạn đông hạ, các viên của Team Evos đang đứng ở ngoài những khu vực an toàn, cần phải công nhanh vào phía của cây xăng để có thể đảm bảo rằng mình không bị tấn công đến từ các viên của Team King's Clover. Và Emory Gaming thì đang làm những người đẩy ra. Bullshark có tình huống bắn tốt, anh ta hạ được vị trí của Pegasus. Phía bên kia không có thành viên nào của Emory Gaming thực hiện một tình huống móc máy cả. Và Alexis sẽ là người tiếp theo di chuyển ra đây. Seventeen cùng với cả những người đội mình vẫn đang cố thủ trong cây xăng.
chắc chắn rồi, các viên của Emory Gaming cần phải di chuyển lùi vào, nếu không sẽ bị tấn công từ quá nhiều hướng. Các viên của Team Evos đứng ở bên ngoài là những người thiệt thòi hơn khi mà không có cho mình khu vực an toàn và để rồi bị độc hạ bởi các thành viên của Team Emory Gaming. Mình sẽ nói là King's Club World Love lại một lần nữa độc hạ vào thành viên của Team Evos. Đó là một tình huống mà bắn từ cái khu nhà nhỏ ngay khi mà qua cầu phía bên kia bắn sang, và Allstar cũng sẽ là những người có thể móc máy trong tình huống này. X bị yếu rồi và không ai có thể cứu anh ta được cả. Anh ta đây là tình huống nốc lần thứ hai rồi, nếu tôi nhớ không nhầm. Ernie cùng với những đội hình đang tập trung ở khu vực khác có vẻ họ đang muốn rời bỏ khu này. Gina đang bắn hạ được một thành viên, đó là Fang rồi, và AKM đang mất người, tiếp tục bị bắn bởi các thành viên bên phía của Gua nữa. Là liên tục các thành viên của Akius và các thành viên của Team Hua là tấn công về phía các thành viên của Team XM, và để rồi có thể XM đã phải nằm lại rất nhiều người và thậm chí có thể là 4 người. Các thành viên của Team Vos ở đây là rất lâu. NF dùng tay bé hạ cục một thành viên của Akius, đó là Senior. Và đang có những tình huống di chuyển lên vừa rồi là Megazone, thế nhưng mà họ quyết định bỏ qua khu vực này. Senior bị gạt ra thành công bởi một quả nết rồi. Beamer tiếp tục bắn hai vị trí của D2E, và bên phía của AQ cũng đang là mất người. Giao tranh nổ ra liên tục trên bản đồ. Allstar đang lười những mốc máy ở ngoài, và phía bên kia thì dũng tay bé lại bị hạ gục rồi. Có vẻ như IKM đang mất đi cực kỳ nhiều người ở đây, và có lẽ rằng là EVOS đang là một lá chắn dành cho các thành viên của Team Memory Gaming. Không team nào dám bước vào khu cây xăng này khi các thành viên của EVOS đứng ngoài và sấy xe, không ai dám lao vào đây. Có lẽ EVOS đang làm lá chắn sống, và thậm chí là làm một lá chắn quá mạnh dành cho các thành viên của Emory Gaming ở trong khu cây xăng này. Popeye mất đi 2 người rồi và họ đang dừng lại ở vị trí thứ 11. Phía trên kia thì Megazone cùng với các thành viên đó là Pay, đó là cái viên của Team Hua. Hua đứng ở bên trên. Bùn xác, một tình huống bắn ốp từ xa hạ gục một thành viên bên phía của Osta, đó là Chef. Rút vẫn còn, đó là thành viên cuối cùng bên phía Popeye thì đang trả ra những viên đạn bắn vào những vị trí khác xung quanh mình. Bùn xác tiếp tục tìm kiếm các thành viên bên phía của Osta. Họ đã có những cái góc lần trốn phía sau cái cột điện, thế nhưng nó là không đủ. Fury bị táp, Fury đang yếu máu và anh ta cần phải trốn trong tình huống này. Rất nhiều những hướng súng đến từ quá nhiều phía các thành viên của các team là không biết trốn ở đâu. Fury lại lộ vị trí đến từ vị trí các thành viên của King Skullgore. Lớp có ngay cho mình một kill, không để các thành viên của Team Vos là cái ép mạng. Megazone đang bắn từ trên đồi phía xa. Lúc này đây thì Evo đang bị kẹp giữa hai làng đạn rồi, thế nhưng họ đang xử lý vẫn cực kỳ là hay, sấy xe để có cho mình thêm những cái cover, và họ sẽ không di chuyển được bằng phương tiện ở tình huống này nữa. Beamer cùng với đó người đồng đội của mình thì đang sử dụng một tình huống đổi xuống, và Megazone đang bị sấy bởi các thành viên của AQ. Một người phải nằm xuống rồi, thế nhưng vẫn đổi được một người, đó là vị trí của D2E. Và chắc chắn rồi, các viên của team AQ sẽ là cứu kịp, chắc chắn ở đây là sẽ cứu kịp. Các viên của Megazone là không hề biết vị trí các viên của AQ là đứng phía sau, và bây giờ AQ please bị hạ gục bởi vòng bò, và bây giờ Aegis Spacer hạ gục thành viên của AQ. AQ chỉ còn lại một người, đó là G9 đang di chuyển khá nhanh. Gully sẽ hạ gục thành viên của NF, đó là dũng tay bé. Nhưng mà giao tranh là liên tục khi các team đang phải di chuyển vòng bò, và đó là hỗn chiến rồi. Lúc này đây thì chỉ bắn hết thôi, không thể phân biệt được ai với ai nữa, bắn hết xung quanh. Lớp thì tiếp tục có cho mình một điểm hạ gục nữa của Fast, và Fast đã bị gạt giò luôn rồi. Khi mà Just cũng đã phải nằm, các thành viên của P3 dừng lại, đó là Popeye. Các thành viên của team đó là có lẽ AQ một lần nữa lại sinh tồn. Đang bắn cả bản đồ, tôi thấy là họ bắn hết từ team này đến team khác. Cũng Ua cũng như là Allstar đều bị bắn bởi các thành viên bên phía của Evos. Kết thì bị hạ gục bởi Pain, và có vẻ như là vẫn cứu được thôi. Tao thấy Bi vẫn là người còn sống và đang ngay ở bên cạnh vị trí của Kết. Và liệu rằng vị trí của thành viên cuối cùng của team AQ đó là G9 có thể vào vòng bò hay không, khi mà chúng ta còn lại 17 người chơi với tổng cộng đó là 7 team. Vòng bò đang là rất nhỏ và chỉ còn lại 50 giây nữa vòng bò sẽ thu vào, và vòng bò ở phút thứ 28 và 29 là cực kỳ đau. Tao tên Bi đang ở ngoài bò, anh chàng cần phải vào bò cực nhanh trong tình huống này. Evo vẫn còn đó là cả 4 thành viên, có cho mình 9 kill rồi. Và Beamer là vị trí của Ripper K bị gạt giò luôn, rời bỏ cuộc chơi. Và tiếng súng thu hút các thành viên của team Hua lên khu vực này là rất đông. Liệu rằng thành viên cuối cùng của team NF đó là Nofia có thể làm gì? King's Club War Pain hạ gục tiếp một thành viên nữa của Mars Control, tấn công về phía thành viên của King's Club War. Tao tên Bi không được rồi, như vậy là không thể cứu được Kate một lần nữa. King's Club War Love có cho mình điểm hạ gục bằng khẩu MK14. Ernie thì bắn vào vị trí của Alexis là người phải nằm xuống. Nhưng đó là những tình huống liên tục trả đạn về từ thành viên của Lớp, và Lớp đã cứu được Armory Gaming trong tình huống vừa rồi. Rất tiếc là đó là Armory Gaming bắn luôn vào bồ của 70 phải nằm xuống ngay giữa cái đó là cây xăng này, chắc chắn là lao vào rồi. Ernie bắn tốt quá rồi, chỉ còn là một mình đó là tài khoản. Khi mà thành viên của team
Ivers lao vào và thế bây giờ là tình huống hở chân và sẽ là tác vào chân của Bunsang. Bunsang khó có thể được cứu cho tình huống này rồi. Jayzy là người di chuyển ra, Jayzy bị tác, Jayzy phải bỏ rồi, người đồng đội mình không thể cứu được. Jayzy quyết định đó là bỏ đồng đội, nhưng vừa để rồi thì Kulov, đó là thành viên của King Slayer War, lớp bắn quá tốt với khẩu SKS của mình. Và thậm chí là ông này dùng combo gì đây? Đó, dùng combo mini 14 và ốp. Không, đó là combo MK14 với cả một khẩu AK. MK14 không có red dot. Phía bên kia thì lớp hạ gục hai thành viên bên phía của Evos rồi, và như vậy là bên phía bây của sân chơi không còn người Thái không nữa còn, rồi. Không còn người Thái rồi, gạt giò hoàn toàn rồi. Người Thái sẽ dừng lại vị trí thứ 3 trong trận đấu này và top 1 sẽ thuộc về bên phía của đội tuyển đến từ Việt Nam. Và chắc chắn rồi, đó là Hua hay là King Killer Hua đây. Hua còn 3 người, trong khi đấy thì King Killer Hua chỉ còn 1 người mà thôi. Nhưng lớp đang bắn tốt trong trận round đấu này. Không biết là có một tình huống clutch ở đây không, khi 1v3 là hoàn toàn có thể. Các góc bắn nó là rất rộng và anh ta có cho mình một bộ đồ cỏ hay chăng? À không phải đồ cỏ, bộ cỏ thì thuộc về vị trí của Pain rồi. Và Pain thì không thể chuyển giao cho lớp trong đây trong là ném smoke để di chuyển. Ném smoke để di chuyển vào bò. Thành viên của team Hua chỉ cần đơn giản đó là xuyên smoke. Nhưng Dark là người lựa vị trí, không thấy vị trí của lớp, đang tap đến từ vị trí của lớp vẫn không bắn được, chỉ là bắn yếu vị trí của Dark mà thôi. Sẽ là lộ vị trí trong tình huống này, cần thêm những con smoke được trả ra. Và bây giờ Lee lộ vị trí rồi, Lee lộ vị trí và có thể một viên đạn nữa rồi, Lee sẽ bị nằm. Và thậm chí là lớp chưa mất máu, lớp chưa mất máu và bây giờ lớp đang chuẩn bị đó là gạt giò. Không nên gạt giò trong trường hợp này, các bên của team Hua cần phải bị tấn công chứ không phải là gạt giò để ăn thêm mạng. Có lẽ là muốn ăn thêm mạng để chắc chắn rằng nếu mình nằm xuống điểm hay chăng đây. Và đã gạt giò thành cái vị trí của Lee, chỉ còn hai người thành viên bên phía Dog mà thôi. À bên phía biển, xin lỗi, đó là Hua. Dog đang là người bắn yếu. Anh ta đã là người bắn xuống rồi. Chỉ cần một người bắn yếu đây. Một màn thi đấu quá man nhan đến từ vị trí của lớp. Lớp có công sang hay không? Lớp phải di chuyển vào bo, bây giờ là hở súng. Thành viên của team King Skullwood cần chạy vào bo. Nào thật nhanh chạy vào bo. Đang là hở thế nhưng mà vẫn đã cứu được rồi. Vị trí của Hiếu đã cứu được Dog. Và anh chàng này sẽ kê ngược lại. Vẫn đang di chuyển bo thế nhưng lớp bắn yếu được vị trí của Hiếu rồi. Chỉ còn một mình đó là Dog thôi. Dog vừa lên máu được. Và sẽ là Dog đứng ở ngoài vòng bo và có cho mình một trận đấu top 1. Thành viên của King Skullwood đã bắn quá tốt. Vị trí của lớp là 1-3. Đứng ngoài vòng bo và chờ đợi một kill đến từ vị trí của lớp. Một mình anh ta, đó là gồng gánh các thành viên của King Killer Hua lên đến vị trí top 1. Và trong trận đấu này thì King Killer Hua chỉ có cho mình đó là 3 thành viên. Và một mình lớp đã làm hết trong trận đấu này. Một tình huống clutch 1v3 cực hay của lớp. Rất đáng tiếc cho các thành viên của team Dog. À mình xin lỗi, đó là các viên của team Hua. Khi mà Hua Dog và Hua Lee cũng như Hua Hiếu là sinh tồn quá tốt rồi. 3 người lại hơi vội vàng. Nếu trong trường hợp này các thành viên của team Hua chỉ cần di chuyển vào vòng bò là đã có ngay cho mình được lợi thế để bắn về phía thành viên của team King Killer Hua, đó là lớp. Nhưng sự may mắn và chiến thuật cũng như là tay to thành viên của team King Killer Hua, lớp cân bài. Có vẻ như là cái quả smoke đấy nó đã làm rất nhiều giúp cho vị trí của lớp có thể có một cái góc bắn nó là đẹp. Khi mà vị trí của các thành viên bên phía Hua đẩy xuống thì không có tầm nhìn, và lần lượt những tình huống táp hay hơn của bên phía lớp đã giúp cho anh chàng này mang các thành viên bên phía King Killer Hua đến vị trí top 1. Xin chúc mừng các thành viên của team King Killer Hua đã có cho mình một màn thể hiện quá hay trong round thứ 3 này. Chúng ta sẽ cùng đợi chờ chỉ một ít phút nữa để đến với những nội dung của round thứ 4.